Vâng, xin chào tất cả mọi người. Em tên là Quân, hiện tại đang phụ trách phần kiến trúc của nhà mình. Vâng, sau khi nhận được cái thông tin thiết kế từ anh Long có yêu cầu là tư vấn thiết kế một cái nhà vườn mái Thái theo phong cách là Tân cổ điển. Thì sau khi anh em cũng đã nghiên cứu về cái về cái công năng sử dụng thành viên gia đình sinh sống, cũng như là cái mong muốn cái phương án của gia đình mình, thì hiện tại đang có hai phương án về mặt kiến trúc của gia đình đưa ra, và anh em kiến trúc sư cũng dựa trên cái cơ sở đấy cũng bàn luận để đưa ra một cái phương án về cái ngôi nhà của chúng ta. Thì đầu tiên là công năng của chúng ta sẽ có là một phòng khách, một phòng thờ riêng, bốn phòng ngủ và một phòng bếp, cổng ăn, khu vực vệ sinh. Thì theo yêu cầu của gia chủ của chúng ta thì sẽ có tối thiểu hai phòng ngủ khép kín, nên anh em kiến trúc sư cũng đã suy nghĩ và đưa lên một cái phương án như sau, là dựa trên cái cảm nhận cơ bản của đội ngũ kiến trúc sư thì anh em cũng đã đưa lên cái phương án với một mặt tiền có chiều dài là 17,9 m là từ tim đến tim, và một mặt một mặt thì chúng ta có chiều dài tầm khoảng là 10,78 m. Ở đây thì cái tổng diện tích bao gồm cả sàn cả sảnh của chúng ta thì nó sẽ rơi vào 186 m² đấy. Thì ở đây thì anh em cũng đã suy nghĩ và đưa ra cái phương án mô hình 3D cho nhà mình dễ xem hơn. Ở đây là cái mặt bằng 2D để chúng ta có thể cảm nhận được cái không gian diện tích của ngôi nhà. Còn đối với mặt bằng 3D này thì chúng ta có thể nhìn thấy rõ cái ngôi nhà của chúng ta trong tương lai với công năng sử dụng như thế nào. Thì ở đây thì chúng tôi có sử dụng cái công nghệ BIM phần mềm Revit để áp dụng vào đây. Nên khi mà thiết kế xoay di chuyển như thế này thì gia đình mình sẽ là dễ xem nhất. Đầu tiên là cái phương án kiến trúc. Thì đối với một cái gia đình mà vừa là con trưởng vừa là trưởng một cái nhánh một chi, thì theo quan điểm của anh em kiến trúc rất muốn là tạo cái một cái gì đấy, cái phòng thờ thật là nghiêm trang, thật là uy nghi, để khi mọi người đi từ ngoài vào thì chúng ta sẽ nhìn thấy cái phòng thờ của chúng ta luôn. Phòng thờ của chúng ta thì sau này sẽ có nhiều cách bố trí. Thứ nhất là có thể là sử dụng cái hệ gỗ CNC hoặc là hoành phi câu đối. Tất cả đều trang trí phòng thờ cho chúng ta, và có thể là chúng ta giật cái phòng thờ lên 1 đến 2 cấp thì tạo ra cái độ uy nghi cho cái phòng thờ. Và chúng ta sẽ có một cái không gian phòng khách rất là rộng. Không gian phòng khách này của chúng ta rộng tận là đây 38 m². Mọi người có thể cảm nhận cái phòng khách của chúng ta đây ạ. Đây, phòng khách của chúng ta rất là rộng. Đây, phòng khách của chúng ta đây là 38,91 m². Thì sẽ là một cái không gian rộng rãi để cho toàn bộ gia đình mình có thể sinh hoạt. Ở đây gia đình mình có thể là đặt các bộ trường kỷ hoặc là các bộ đỉnh rồng thì nó thoải mái phù hợp với cái hệ ngôi nhà của chúng ta. Ví dụ ở đây tôi đang đặt tạm một cái bộ trường kỷ này nhé. Thì cái không gian rộng rãi rất là rộng rãi để đi lại, và cái phòng thờ thì chúng ta rất là uy nghi đứng ở đây. Thì và phương án ở đây thì chúng tôi bố trí là hai phòng ngủ khép kín cho bố mẹ của anh và phòng ngủ của gia đình anh. Thế thì ở đây một phòng ngủ khép kín của chúng ta có diện tích là 14,37, và một diện tích một phòng ngủ của chúng ta sẽ có diện tích là 16,48. Thì hai phòng ngủ này đều có vệ sinh khép kín hai bên như thế này. Tiếp đến sẽ có một phòng ngủ ở giữa thì có diện tích là 12,84, và có một phòng ngủ bên này thì chúng ta có diện tích là 15,19 m². Ở khu vực bếp của chúng ta thì được cách với phòng khách bằng một cái hệ trang trí nhẹ nhàng. Thì ở đây cái phòng bếp của chúng ta thì nếu gia đình mình muốn thực sự ngăn cái mùi của phòng bếp này thì chúng ta có thể là sử dụng cửa đẩy ở đây thì sẽ ngăn mùi, và chúng ta khi nấu 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 ăn ở khu vực này thì sẽ không có mùi ở đây nữa. Phòng ăn của chúng ta có diện tích là 22,04 m². Thì đối với cái diện tích này thì phù hợp với cái phòng ăn cho gia đình. Còn ví dụ như khi có lễ, ngày lễ, ngày rằm, ngày Tết gì đấy thì chúng ta có thể là trải chiếu ở đây, tạo ra một cái không gian ăn rất là rộng. Ngoài ra ở đây thì anh em kiến trúc sư cũng muốn là sau này ví dụ có điều kiện thì chúng ta sẽ đặt bể tiểu cảnh Hòn Non Bộ hoặc là bể hồ cá cò ở đây, để một là chúng ta có thể là ngồi ăn ở đây thì chúng ta có thể view ra đây, hai là chúng ta có thể là làm một cái chòi uống nước ở phía ngoài này.
thì để cho cái view nó thơ mộng. Và ở phòng bếp chúng ta sẽ có một cái cửa ra ở đây, thì chúng ta có thể là bố trí một cái sân nước ở phía sau này. Đây là cái toàn bộ cái ý tưởng mà kiến trúc sư muốn đưa ra một cái phương án để gia đình mình có thể cảm nhận được là đối với một cái gia đình có khoảng từ 3 đến 4 thế hệ, khi mà ở trong một cái ngôi nhà này thì cái phòng khách và phòng ăn là nơi trung tâm giao thoa. Và chỗ phòng khách này cũng là cái hành sẽ có những cái hành lang đi lại giao thông thuận tiện nhất để trong nhà để kết nối tất cả phòng ở đây. Đây, mọi người có thể xem lại một lần nữa cái diện tích của chúng ta. Với một kích thước là 10 mét và một kích thước là 17 là tầm 18 mét vuông, thì cái diện tích sử dụng của chúng ta khi mà tính cả sảnh và cả cái bể cá koi này nữa, diện tích sử dụng của chúng ta rơi vào tầm khoảng 186 mét vuông. Còn khi mà chúng ta đua thêm cái hệ mái thái này nữa thì cho nó sẽ tăng tăng lên tầm khoảng 25 đến 35 mét vuông tùy theo cái mong muốn của chúng ta. Và đặc biệt ở đây thì đối với cái hệ mái như thế này thì cũng có ưu điểm và nhược điểm như sau. Về cái ưu điểm ấy thì nó tạo ra cái vẻ đẹp rất riêng cho ngôi nhà. Cũng vẻ đẹp rất riêng. Một phong cách mái thái theo phong cách tân cổ điển, có chấm phá một ít tân cổ điển vẫn, nhưng mà vẫn phảng phất cái phong cách hiện đại. Và cái hệ mái xeno này này thì thực ra thì nó rất là đẹp, nhưng mà đổi lại về cái công năng sử dụng và chi phí để mà xây dựng thì nó cũng tương đối khá cao. Thứ nhất là chi phí xây dựng cao, thứ hai nữa là khi mà đua xeno chúng ta sẽ là sử dụng chống thấm để thoát nước trong thời gian dài như thế này, thì sẽ có hiện tượng là nếu mà khi thi công mà không tạo độ dốc tối đa thì sẽ là nơi chỗ để mà bám rêu cũng như là cái việc thoát nước này thì nó cũng sẽ ảnh hưởng một phần nào đấy trong quá trình sử dụng của chúng ta. Còn lại thì rất là đẹp. Đối với một điều nữa là đối với cái hệ nhà của chúng ta thế này thì chúng ta bố trí được một sảnh chính đây rồi. Còn sảnh phụ này nữa cần thiết thì chúng ta cũng sẽ bố trí thêm. Thường thì sảnh phụ này thì sẽ có là lối để xe ô tô vào đây, hoặc là một cái bố trí một cái nhà kho để xe ở đây, thì chúng ta khi mà chúng ta đi ở ngoài về thì chúng ta có thể là dựng ô tô trong này, làm mái che ô tô ở đây vị trí này, và hoặc là phía trước này là hai cái vị trí để ô tô. Thì nếu mà để bên này thì chúng ta bố trí thêm sảnh phụ bên này nữa thì cũng tạo ra một cái vẻ đẹp rất riêng trong ngôi nhà. Thì còn phía trước này thì sảnh chính của chúng ta thì nói rồi. Ok, đây là toàn bộ cái phương án mà anh em kiến trúc sư đã nghiên cứu sơ bộ về cái công năng sử dụng của gia đình. Thì ở đây là cái phương án đầu tiên để anh em đưa ra cho gia đình dựa trên cái ý kiến chủ quan của kiến trúc sư khi mà tiếp xúc một vài lần đối với gia đình. Còn để chính xác hơn nữa và cũng như là để mà có cái tính đúng đắn hơn nữa thì bắt buộc anh em kiến trúc sư phải về trực tiếp tại hiện trường của gia đình, thì lúc đấy thì anh em mới có đủ cái số liệu để kết hợp với chủ nhà để tạo ra một cái siêu phẩm, một cái ngôi nhà thực sự là đáng sống cho toàn bộ khuôn viên của gia đình. Bởi vì khi thiết kế như thế này thì ngoài cái vị trí nhà thì chúng ta còn có khuôn viên sân vườn cổng đi cùng nữa. Thì ở đây đối với cái ngôi nhà kiểu nhà như thế này thì được, thì chúng ta sẽ kết hợp với khuôn viên sân vườn cổng, bể nước hay là chòi uống nước gì đấy, thì tạo ra một cái không gian nhà thật là, nói chung tạo ra một cái ngôi nhà thực sự đáng sống để mỗi lần mỗi chiều thứ bảy chủ nhật hoặc là mỗi dịp lễ dịp Tết thì chúng ta có cái động lực lớn hơn nữa để chúng ta hành quân về quê. Ok, cảm ơn mọi người đã theo dõi cái buổi review sản phẩm của anh em kiến trúc sư ABA ngày hôm nay. Rất vui được hợp tác và làm việc cùng gia đình trong để tạo ra một cái ngôi nhà thật sự đẹp và đáng sống. Xin chào và hẹn lại gặp lại mọi người trong cái buổi mà chúng ta sẽ chia sẻ tiếp, hoặc là chúng ta sẽ thông phương án tiếp ngày hôm sau. Cảm ơn, chào tất cả mọi người.